có nghĩa là thực ra thì giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam chúng ta cũng có một sự là một cạnh tranh rất là lớn. Thì rất là may là chúng ta có cái kết quả tốt trong trận đấu ở Thái Lan. Cái giải King Cup và cái giải có cái truyền thống lâu đời và có lịch sử. Tôi cũng biết là đội Senegal, Senegal là một cái đội không dễ dàng gì. Nhưng mà tôi thì với tư cách là thị trưởng, tôi luôn luôn mong muốn là chúng tôi sẽ có kết quả tốt và cố gắng giành chức. Chúng tôi cũng đã từng thi đấu ở các vị trí châu Á, chúng tôi lấy Nhật Bản 23 trong 23 lần của họ có 1/2 của họ từng thi đấu nước ngoài giải vô địch là Anh, Ý, Đức và đã ở vào các nước Tây Âu. Tuy nhiên đối với cái đội Senegal thì có thể nói là đến đây thì em cũng biết được là có những nước của họ cũng có như thế. Thì và đang điều ngạc nhiên hơn nữa là hiện nay vị trí xếp hạng của họ trên bảng xếp hạng của ranking của FIFA là 82. Theo tôi biết thì đại đa số các cầu thủ của Senegal đều học đều sinh ra ở Hà Lan và họ học bóng đá ở Hà Lan hoặc học bóng đá ở châu Âu. Điều đó có nghĩa rằng là về mặt cơ thể, về mặt cái thể lực, về mặt thể hình có thể nói là họ có rất nhiều ưu điểm. Và do họ học bóng đá ở châu Âu thì nó cũng cho nên tôi thấy là rất nhiều các bạn. Riêng đối với Việt Nam chúng ta thì chủ yếu chúng ta chỉ gặp các đội Đông Nam Á, sau đó nữa là chúng ta sẽ gặp các đội châu Á. Gặp một cái đội mà có cái thể hình, cái môi trường học tập, quá trình trưởng thành cũng đều cho như thế này to lớn như vậy. Còn đặc biệt thì đó là một điểm là một do trải nghiệm sẽ là một trải nghiệm tốt, một cách tốt ở các điểm tốt. Cuối tuần thứ bạn đã làm sơn thì lúc đó là bạn của cái tàu này đó là một cái động tác để bạn biết và sau đó bạn là một cái đường tấn cầu trong trong sự học tốt được thì cái này gọi. Chào mừng xin chia sẻ về các tình huống đó. Thứ nhất trước khi em lên chung em cũng có một chiếc thư nhà từ cấp câu lạc bộ nó bị giảm với chăng một cấp độ 1. Mà tình huống đó thì thật sự là nó khi mình vận động á thì nó hơi cái độ hơi bị nhói, em hoạt động nó không có được trôi chảy. Thì lúc đó em sẽ cần về đội ngũ y tế, thì lúc đó em cũng có yêu cầu ngồi xuống và yêu cầu y tế vô can thiệp. Cái chấn thương của Văn Thanh và thì có một quá trình điều trị ở Hàn Quốc, chấn thương đó là chấn thương ở đầu gối. Còn cái ở giải vô địch quốc gia khi Văn Thanh chấn thương á thì cái gọi là cái bắp chân á nó bị cái tổn thương nó khoảng 3 mm. Cái tổn thương này thì phát sinh ở trong quá trình thi đấu đấy. Đến ngày khi ở thời điểm mà tôi chọn Văn Thanh vào đội tuyển quốc gia thì chấn thương Văn Thanh đã phục hồi được khoảng 90% cái thương này phong độ và phong độ. Việc Văn Thanh tập bơi cũng như là tập ở vòng weight, vòng thể lực rất là nhiều. Cái đó nó không chỉ là đơn thuần là chỉ phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta cũng biết rằng là Văn Thanh sau khi về nước còn phải tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ và sắp tới chúng ta còn phải chuẩn bị một chút nữa. Vì thế cho nên chúng ta cố gắng để cho Văn Thanh được hồi phục cái hoàn cảnh chấn thương. Chúng ta cũng biết rằng là cầu thủ chúng tôi hiện nay rất là mỏi mệt. Có nhiều cầu thủ là thậm chí là chúng ta đã thi đấu với Thái và chúng ta biết là đối với trận đấu đó thì có hiện nay có một số cầu thủ cũng đang bị chấn thương. Chúng ta cũng biết là ngày mai chúng ta đã xong sáng ngày 9 thì chúng ta đã được về nước rồi. Về nước thì các bạn lại phải thi đấu rất là nhiều các trận đấu tiếp theo. Đặc biệt đối với các cầu thủ Bình Dương và Hà Nội, chúng ta biết rằng là họ sắp tới sẽ còn phải thi đấu ở AFC nữa. Về thi đấu câu lạc bộ AFC sắp tới là còn phải chuẩn bị cho một loạt công phu nữa. Tôi với tư cách huấn luyện viên trưởng thì có nhiệm vụ cần phải bảo vệ họ và hỗ trợ cho họ không chỉ ở đội tuyển quốc gia mà về thi đấu tốt ở câu lạc bộ. Chúng ta cũng biết là chúng ta đã vào cái vòng chung kết, vào trận chung kết. Cơ quan ngôn luận của báo chí và người dân đều rất mong muốn là chúng ta phải có được cái chức vô địch. Tôi cũng hiểu điều này. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là tôi cũng cần suy nghĩ đến việc là phải giữ gì cho các cầu thủ nữa. Nếu và tất cả được đạt được hai cái mục tiêu này là tốt nhất. Kế hoạch trước mắt tôi dự tính rằng là những cầu thủ có chấn thương trong quá trình thi đấu vừa rồi, tôi nghĩ là tạm thời sẽ không đưa họ vào thi đấu ở Pháp vào ngày mai. All the best for tomorrow game.